Đây. Hello, chào cả nhà. Hôm nay thì tiếp tục chia sẻ giường bằng lăng nha. Giường bằng lăng cho cả nhà xem. Bằng lăng đây. Cả nhà muốn cây cỡ nào cũng có nha. Như cây này thì khoảng 3 tấc thôi nha. Làm bông xong rồi. Nói chung thì để nó ra bông thôi. Rất là đẹp nha. Bông ra này rất là nhiều nhánh luôn nè, ra rất là đẹp đó. Này vận chuyển cũng dễ, nó còn nó gọn á. Thứ hai là nó chưa có bông á thì nó cũng đỡ hư bông. Này thì tiếp theo thì mình chia sẻ cho cả nhà một cái cái dạng khác hơn nè, cao hơn. Này thì khoảng 4-5 tấc lên nha. Rất là đẹp luôn, cũng đang chờ ra bông luôn. Nói chung thì ở đây là giá tại vườn rất là rẻ nha cả nhà. Này quá nhiều, quá đẹp luôn nè. Cây này thì cao hơn, cây này thì khoảng 1m2 đó nè. Chỗ này thì đã mua hết rồi. Còn bên đây thì khoảng 2m mấy nha. Này bằng lăng này thì cao 2m mấy qua đầu mình luôn, để mình chia sẻ cả nhà xem nè. Đó, cả nhà thấy không, quá cao luôn. Mình có 1m6 mấy à. Này nó là khởi đầu mình nhiều quá, cả nhà thấy. Đây cũng vậy nha. Đây tiếp theo mình đi vào bên trong hơn nữa nha. Mình sẽ cố gắng mình chia sẻ cho cả nhà xem hết cái vườn này nha. Rất là nhiều luôn nha. Cái này là chuẩn bị đem ra để trưng nữa cả nhà. Thì phần trong thì sẽ có một số cây nhỏ nha. Cây này thì mới vừa cắt cả nhà. Nghĩa là mình trồng cây con đó rồi mình cắt. Cây này chắc cắt cỡ 2 đợt rồi đó. Nghĩa là mình cắt mình dưỡng gốc cho nó lớn chứ để nó cao lắm. Cây này thường nó vượt lên rất là cao luôn. Vượt qua đầu mình luôn á, cây bằng ngón giò cái, bằng ngón giò ngón tay thôi mà nó vượt qua đầu mình luôn. Cho nên mình phải cắt rất nhiều lần. Rồi tới mình đi trong nữa nè. Đó đây. Đó, cây này cây cũng mới cắt được mấy lần rồi nè. Cây này thì để gì nó cũng ra bông mà không có đẹp như thế nè. Chủ yếu mình giữ gốc đó. Đây tiếp theo. Cây này thì là mình đã tạo rồi, cây này đã tạo rồi thì sắp có bông rồi nè. Cây này dưỡng ra bông là bán được nè. Cái nhà mua thì mua tầm này cũng được, cỡ này là cũng vừa. Nếu nhà thích xài bonsai thì cái nhà mua rồi, cái này cái nhà vô chậu là đẹp, rất là đẹp luôn. Tại vì cái dòng này là nếu mà mình để cao mà dài quá nó không có đẹp nha cả nhà. Qua đầu mình nó không đẹp. Nó như tầm này là 1m mấy nè. Nó cỡ 1m2 á. 1m2 thì cốt khoảng 10 mấy rồi cả nhà. Thì nếu cả nhà mà có nhu cầu thì mình sẽ đến mình đo cụ thể cho cả nhà biết luôn nha. Thông số là tán rồi thoát thân rồi hoành nó lên nhiêu luôn. Cả nhà thấy nha. Cái này thì 1m2 1m4 nữa nha. Cái này thì cả nhà yên tâm là thuần nha, nghĩa là cây hoa bằng lăng thái gặt luôn, trồng từ nhỏ tới lớn nha.
Thì một tí xíu nữa mình tới phần ở trong đó thì mình sẽ chia sẻ cho cả nhà xem là cái mình sẽ trồng cho cả nhà thấy là trồng từ nhỏ luôn cho cả nhà xem. Cái chỗ này thì đã đem đi được khách mua ở nhà cho nên trống. Đây cũng có một số nữa nè. Chỗ này thì khoảng 1,5 m. Thì bằng lăng thái thì nó cũng trồng từ 2 năm thì nó cũng tầm này thôi. Mà nó cái nhà thấy nó cắt rất là nhiều lần chứ không phải là nói mà mình trồng cái là được liền đâu nha cả nhà, rất là lâu. Đó này cả nhà nhìn thấy nè, như cây này là mình đã cắt rồi đó, cắt mấy lần rồi đó, cái thoát lên rồi cái cắt, nói chung là chủ yếu là dưỡng cái gốc cho lớn rồi sau đó mình mới làm bông, sau khi nào bán thì mình làm bông, còn không thì vẫn để cho nó lớn cái gốc lên. Đó, cả nhà thấy cái này đế rất là đẹp nha, nó cũng có một số cây và cái nhà chứ không được nhiều lắm nè. Đó, cả nhà thấy đế rất là đẹp luôn. Cây này thì sắp ra bông bông rồi, rất ra hoa đẹp rồi. Đây nó nở đẹp nè. Đây còn phía trong này cái nhà thấy nè. À, cây này là cây con nha, cây này mình trồng từ nhỏ nha cả nhà chứ không có mà ghép gì hết á, tháp gì hết á, cả nhà thấy á, à, trồng từ nhỏ tới lớn nha. Trồng như thế này là một thời gian thì cây nó lớn rồi mình sẽ cắt ngang cả nhà, mình cắt cỡ khi cây mới ương á rồi cắt ngang chừng khoảng chừng 1 tấc là mình cắt rồi. Hay là cắt chừng 5 phân nữa cắt rồi, bây giờ cái khi mà cây này mà nó lớn chút nữa thì khoảng chừng 2 tấc mấy cái cắt ngang nữa nha, cắt ngang cái nó nhảy ra cái mình dưỡng nó, như cây này cắt rồi nè, rồi để nó ra rồi mình sẽ dưỡng những cái tràng nào cần thiết thì mình để lại, còn không cần thiết thì mình cắt nữa. Nói chung thì cũng nghiên cứu theo từ cây. Đây như cả nhà thấy nè, đây là tự nó mọc lên nha chứ không có là ghép gì hết nha. Đó, cả nhà thấy là tự nó mọc lên luôn đó. Để mình chia sẻ thấy rõ là cho cả nhà xem nè, sao nó không rõ lắm nè. Đó là từ ở thân cây nó tách ra bung lên nha chứ không phải là mình thấy là ghép vô tự nhiên. Đó. Đó, như cái nhà thấy đó thì những cây nhỏ nó bắt đầu mới cao như thế này là cắt ngang. Đó. Thì được đó thì mình để tàn dù luôn, mình bán từ nhỏ, còn mà không thì mình phải cắt cho nó thoát thân cao lên nữa để mình chuyển cái gốc cho nó bự dễ bán hơn nha. Cái nhà thấy nè, cây con là cây này có tí xíu à, bằng chiếc đũa. Cao thấy chịu khó mình cho nó thẳng, mình cột vô chắc vô cây cho nó thẳng, rồi sau đó thì mình muốn bao nhiêu thì mình cắt bao nhiêu nha cả nhà. Bên đây cái gì, bên đây đó nè, hai bên luôn rất là nhiều. Rất là nhiều luôn nha. Trồng này lâu lắm nha các nhà, lâu mới lớn được mấy năm, 2-3 năm. Cỡ này thì chắc cỡ chừng 5 tháng à, để bữa nào mình chia sẻ cụ thể cho các nhà xem. Mình chia sẻ hai bên cho các nhà xem nè. Đó, quá nhiều hết trơn đó, các nhà thấy là đó, hai bên luôn. Cái nhà thấy nó như cái này nè, cái nhà thấy đó, cao đủ lớn rồi đâu mình cắt ra
chứ mình để nó cao quá thì nó không có lớn được cái gốc đó nha. Thì có người thì sẽ trồng đại xuống ruộng luôn nha, nhưng mà bứng lên cũng rất là cực. Đó thì nó đỡ tốn kém hơn, nói chung là đỡ túi hơn cả nhà. Trồng đại xuống đó, trồng giống như là một công đất đó, mình xạ đại xuống rất rất nhiều cây luôn, nhiều cây con á, mọc đầy chân mặt cho nó mọc kệ sao được, miễn ấy thôi. Đây cây này tới gần tới 3 mét luôn nha cả nhà. Đó, cả nhà thấy cây này 3 mét đó. Thì cái hoành để mình đo thử coi, này cũng 30 á. Mình 30 thoát thân thì nó tới 3 mét luôn. Đây thì cũng có màu này, màu tím, bên đây màu tím nè. Coi thử cái này cũng ba mấy lần.